Để làm quen với Microsoft Word thì bạn cần biết các thao tác về tạo file, lưu file. Thì đây là các thao tác cơ bản và tương đối dễ dàng. Để khởi tạo một file Word thì có rất nhiều cách. Đầu tiên sẽ là sử dụng icon Word trên màn hình máy tính. Để mở Word, bạn cần di chuyển chuột đến biểu tượng phần mềm, rồi nhấn đúp chuột trái vào đó. Hoặc bạn có thể nhấp chuột phải và chọn Open để mở Word trên desktop. Và tại giao diện của Word thì bạn chọn Blank Document để mở vùng soạn thảo. Cách thứ hai là bạn có thể dùng hộp tìm kiếm trên Windows 10. Bạn đưa chuột đến góc trái phía bên dưới màn hình, sau đó chọn vào ô biểu tượng kính lúp và gõ từ Word vào ô tìm kiếm. Tiếp đến là bạn nhấp chuột vào icon Word và tại giao diện của Word thì bạn vẫn chọn Blank Document để mở vùng soạn thảo. Và cách thứ ba là bạn sẽ dùng Start Menu để mở Word. Thì bạn sẽ đưa chuột đến góc trái bên dưới và chọn biểu tượng Windows, sau đó kéo chuột xuống phía dưới đến nơi hiển thị phần mềm Word và nhấp chuột vào icon Word. Tương tự như hai cách trên thì bạn cũng chọn Blank Document để mở vùng soạn thảo. Tiếp đến là cách lưu file Word. Thì để lưu một file Word, bạn có thể thực hiện theo các cách như sau. Cách thứ nhất là sử dụng tab File ở phía trên thanh công cụ, sau đó chọn lệnh Save. Và sau khi chọn lệnh Save thì bạn sẽ được đưa đến một vùng lưu trữ file Word. Chọn nơi lưu trữ file Word và tiếp tục chọn Save để kết thúc việc lưu trữ. Cách thứ hai là nhấn vào biểu tượng điểm mềm ở phía trên bên trái của cửa sổ Word, giúp bạn thực hiện nhanh thao tác lưu văn bản, nhấp chuột vào biểu tượng. Sau khi chọn lệnh Save thì bạn sẽ được đưa đến một vùng lưu trữ file. Bạn chọn nơi lưu trữ file và tiếp tục chọn Save để kết thúc việc lưu trữ. Cách thứ ba là sử dụng tổ hợp phím Ctrl S. Thì tại vùng soạn thảo, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl S để thực hiện thao tác lưu file Word. Và sau khi nhấn tổ hợp phím, bạn sẽ được đưa đến vùng lưu trữ. Bạn chọn nơi lưu trữ file, sau đó tiếp tục chọn Save để kết thúc việc lưu trữ.